Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với một video nữa của Daddy Son and the Law. Trong video ngày hôm nay, mình và Mip đã tiếp tục chia sẻ với các bạn về cách mà tòa High Court, tòa tối cao của Liên bang Úc giải thích hiến pháp cũng như là một kênh để kiểm soát cái quyền lực lập pháp của Quốc hội. Xin mời Mip. Hello everyone and welcome back. In the previous video, we began discussion on the third check on Parliament in lawmaking from the Constitution, the High Court's ability to interpret the Constitution. We've talked about how it acts as a guardian to the Constitution in that it is the only court able to interpret it, how it acts as a check on the abuse of power by being able to declare acts of Parliament ultra vires, meaning beyond their lawmaking powers, or unconstitutional, going against the Constitution. And finally, we've talked about how it gives meaning to the words in the Constitution, sometimes shifting the division of lawmaking powers between the states and the Commonwealth and implying rights. Firstly, we will talk about a case where the High Court must determine whether or not an act of Parliament was made within its lawmaking power. This case was the Rhodes case, or formerly known as the case of Victoria v. Commonwealth from 1926. The right to tide grants, meaning funding of the Commonwealth to states with conditions attached, was questioned in this case, which confirmed the right of the Commonwealth to give tide grants. The legislation in this case was the Federal Aid or Rhodes Act of 1926 for the Commonwealth. To make a tide grant, it is necessary for the Commonwealth Parliament to pass legislation outlining the grant. This act prescribed the types of roads to be built and made arrangements for maintaining the roads. The Victorian government wanted an unconditional grant. The High Court then decided that the act was valid and therefore confirmed the right of the Commonwealth Parliament to make tide grants. As a result of this case, the Commonwealth is able to move into areas where only states can make laws, such as road construction, because it is able to give money to the states with conditions attached about how that money can be used. Cảm ơn Mip. Như vậy, trong cái video trước, chúng ta đã nói sơ qua về vai trò của tòa High Court trong việc giải thích ngôn từ của bản hiến pháp, interpreting the wording of the Constitution. Và đó là một kênh mà tòa có thể kiểm soát, ngăn chặn được cái việc lạm dụng quyền lực. Bởi vì tòa có thể tuyên một số những cái luật của Quốc hội là vi hiến, ultra vires, hay là unconstitutional. Và tòa cũng có thể đóng vai trò là bảo vệ cái làn danh phân chia quyền lực giữa liên bang và các tiểu bang, và cũng có thể imply ngầm định một số cái quyền cho người dân ở trong bản hiến pháp, thì mình đã nói trong cái video trước rồi. Thì trong cái video này, mình và Mip sẽ chia sẻ với các bạn thêm về một cái vụ việc cụ thể để minh họa cho cái vai trò này của tòa High Court. Đó là cái vụ bang Victoria kiện liên bang Úc năm 1926, rất là lâu rồi, liên quan đến cái việc là chính quyền liên bang, quốc hội liên bang, người ta ra một cái luật gọi là The Federal Aid Rhodes Act năm 1926. Người ta nói rằng là chính quyền liên bang Úc có thể cấp một số những cái viện trợ cho các tiểu bang trong việc xây đường. Nhưng mà đồng song song với việc đó thì chính phủ liên bang cũng đưa ra một số những cái điều kiện về việc xây đường ở đâu, xây đường như thế nào. Chẳng hạn là liên bang mà cho một tiểu bang $1,000,000 để xây một con đường chẳng hạn, thì liên bang sẽ được quyền quy định là dùng $1,000,000 này để xây con đường từ đây đến đây, rộng dài thế này, vân 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 vân. Thế thì bang Victoria, người ta không đồng tình với cái cách làm này, và người ta kiện chính quyền liên bang ra tòa High Court. Người ta nói rằng là cái luật đó nó vi hiến ở cái chỗ là cái việc làm đường ấy thực ra là trong thẩm quyền của từng tiểu bang một, không phải là thẩm quyền của liên bang. Liên bang chỉ có quyền là cho tiền thôi, còn làm đường như thế nào thì liên bang không được quyền quy định. Và vì thế, bằng việc áp đặt những cái điều kiện cho việc viện trợ gọi là tide grants như vậy, thì chính quyền liên bang đã đi ra ngoài cái thẩm quyền của mình, tức là ultra vires, vi hiến. Và như vậy, bang Victoria người ta muốn là gì? Nhận được tiền nhưng mà không có điều kiện gì cả, unconditional grant, để người ta muốn xây tường, xây đường như thế nào là tùy người ta. Thế thì tòa High Court đã phải xem xét cái việc này, và cuối cùng tòa đọc bản hiến pháp và tòa tuyên rằng là cái luật của liên bang đó là có hiệu lực, valid, tức
tức là người ta được quyền cấp viện trợ, thì người ta được quyền đưa ra bất kỳ điều kiện nào người ta muốn. Và như vậy trong trường hợp đó thì tòa hài quát ủng hộ chính quyền liên bang. Và những điều đó cũng có nghĩa là gì? Là thực ra như vậy về mặt thực chất là tòa cũng đã trao cho chính quyền liên bang một cái quyền để quy định về việc xây đường như thế nào ở trong các tiểu bang, với điều kiện là cái con đường đó được tài trợ bởi tiền của chính phủ liên bang. Finally, I will go through the strengths and weaknesses of the High Court's interpretation acting as a check on Parliament in lawmaking. Firstly, the strengths. As we discussed in the previous check on Parliament in lawmaking, the separation of powers. Judges are independent of the executive and the legislature and therefore make decisions based on legal principles rather than political bias. The existence of the High Court allows for individuals to challenge a law that they are directly affected by and that goes against the Constitution. This solidifies the fact that members of Parliament are not above the law and judges are able to scrutinize laws made. Additionally, the judges of the High Court are experienced in making decisions and have a wide range of legal resources available to ensure that decisions are properly made. They are able to read broadly in terms of international development and legal principles, ensuring that Australian law keeps pace with such developments. And lastly, if a parliament makes a law outside of its power, the High Court can act as an independent check to confirm whether there has been an abuse of power. Cảm ơn Mip. Như vậy là mình bây giờ tiếp tục bằng việc là đi qua những cái điểm mạnh cũng như điểm yếu của cái kênh kiểm soát quyền lực này. Thì với cái kênh là tòa High Court có nhiệm vụ, có chức năng là giải thích hiến pháp, thì có thể tuyên một cái luật của Quốc hội là có hiệu lực hoặc là không có hiệu lực. Thì đây là một kênh rất là hữu ích. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta đều biết là trong những bài trước, dựa theo nguyên tắc là phân chia quyền lực ấy, thì các thẩm phán, các tòa án là hoàn toàn độc lập. Độc lập hoàn toàn với cái nhánh hành pháp executive cũng như nhánh lập pháp legislature. Và vì thế là các thẩm phán sẽ đưa ra những quyết định hoàn toàn dựa trên luật pháp, những nguyên tắc về luật pháp và không liên quan một chút gì về đến chính trị cả. Như vậy là một khi mà một cái người ta bị cái luật điều chỉnh ấy, và người ta mang cái luật đó ra quốc gia, ra tòa High Court, người ta yêu cầu tòa High Court tuyên rằng luật đó là vi hiến ấy, thì trong trường hợp này rõ ràng là kể cả những đại biểu quốc hội cũng không thể nào mà đứng trên luật pháp được. Và mọi người đều phải tuân thủ bản hiến pháp, và các thẩm phán của tòa High Court là người mà xem xét những vấn đề này. Và họ có những thẩm phán của tòa High Court thì họ có cái kiến thức, họ có kinh nghiệm, họ có khả năng, có những cái nguồn lực để nghiên cứu, để đưa ra những cái quyết định đúng đắn nhất, phù hợp với luật pháp nhất và bảo đảm rằng là có lợi nhất cho cái cộng đồng của nước Úc. Và quan trọng nhất ấy, là nó luôn là một kênh kiểm soát quyền lực của các quốc hội để bảo đảm rằng các quốc hội không có quyền lập pháp vô hạn, không biên giới, mà bao giờ cũng chỉ có thể làm việc trong cái giới hạn của bản hiến pháp mà thôi. Though there are also some weaknesses to this check on Parliament. For example, High Court judges only rule on cases that are brought to them and cannot initiate a case to challenge an act of Parliament themselves as the High Court. Also, High Court cases are often too complex and expensive for an ordinary person, and High Court judges themselves cannot intervene in a dispute over parliamentary authority unless a case is brought before them. And while the High Court judges are all experienced and have a wide range of resources, the decision they make may also be influenced by their personal biases, as some judges may be more conservative in their approach to interpreting the Constitution. And finally, the High Court's role is limited to interpreting the Constitution rather than changing the words of the Constitution or ruling on whether it believes the Parliament should have made the laws in question. Cảm ơn Mip. Nhưng mà ngoài ra thì cái nguyên tắc này nó cũng có một số những cái hạn chế. Chẳng hạn như là tòa High Court chỉ có thể lên tiếng, chỉ có thể tham gia nếu như có một cái đơn vị, một cái người nào người ta khởi kiện đó. Chứ không thể tự nhiên mà tòa lại mở vụ kiện ra được. Vì thế là mặc dù là đây là một cái hiệu quả, nhưng nó cũng cần phải chờ một người, một cơ quan nào đó mang một cái luật ra tòa khởi kiện, thì đó tòa mới có tiếng nói. Nhưng mà
để khởi kiện một vụ kiện như vậy thì nó cũng rất là phức tạp và tốn kém, không phải ai cũng có thể có cái nguồn lực để mà làm được. Vì thế đây cũng là một cái hạn chế. Các thẩm phán thì tất nhiên người ta độc lập, thế nhưng người ta cũng có những cái chính kiến riêng của mình, và vì thế nhiều khi quyết định của họ cũng bị ảnh hưởng bởi những cái chính kiến riêng của từng cá nhân của thẩm phán đó. Và cuối cùng ấy, thì suy cho cùng thì nhiệm vụ của tòa High Court cũng chỉ là giải thích bản hiến pháp, chứ không thể nào mà viết lại bản hiến pháp hay là thay đổi bản hiến pháp hay là tuyên một cái quyết định theo ý của họ được, mà họ chỉ có thể làm việc dựa vào ngôn từ đã có trong bản hiến pháp mà thôi. In conclusion, the High Court is the only court able to interpret the Australian Constitution, essentially making it a guardian to the Constitution. This acts as a check on Parliament in lawmaking, as the High Court can rule an Act of Parliament ultra vires, which is where a Parliament has made a law outside of its lawmaking powers, for example, a state Parliament making laws about immigration, which is a Commonwealth power. This can also happen for laws that are unconstitutional, going against the Constitution. The High Court also gives meaning to the words of the Constitution, sometimes shifting the powers of lawmaking between the Commonwealth and the states, and implying rights through the wording of the Constitution. The High Court has experienced judges who have access to lots of resources to ensure that their decision is well researched and properly made. Though the High Court can only rule a law as ultra vires if a case is brought before them, and cannot initiate a case themselves, while High Court cases are also expensive and complex, which can make them less accessible to an ordinary person. A person must also be directly affected by an Act of Parliament to challenge it, which is called having standing. Cảm ơn Mip. Như vậy, để tóm tắt lại hai cái video này và video trước, chúng ta bàn về cái cách mà tòa High Court là cái đơn vị duy nhất có cái chức năng là giải thích bản hiến pháp, interpreting the wording of the Constitution. Và làm cái việc này ấy, thì tòa High Court đóng một cái vai trò quan trọng là kiểm soát quyền lực của Quốc hội. Bởi vì tòa có thể tuyên một cái luật là ultra vires, tức là vượt ra ngoài thẩm quyền của Quốc hội. Ví dụ như là Quốc hội của một cái tiểu bang lại ban hành một cái đạo luật về vấn đề nhập cư chẳng hạn, immigration. Trong khi đó là một cái vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội liên bang. Đấy. Vì thế cái luật đó mà tiểu bang ban hành nó sẽ bị coi là vi hiến, là unconstitutional. Và chính vì như thế là tòa cũng đóng cái vai trò là người kẻ cái lằn ranh giữa cái thẩm quyền của liên bang và thẩm quyền của tiểu bang. Nếu mà tòa quyết một vấn đề không thuộc thẩm quyền của tiểu bang, tức là nó thẩm quyền của liên bang rồi, đúng không? Các thẩm phán của tòa High Court thì có rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm cũng như nguồn lực để mà bảo đảm rằng những cái quyết định của mình đưa ra là đúng pháp luật. Nhưng mà cũng có hạn chế là gì, là tòa không thể nào tự nhiên mà mang một cái luật ra xem xét, để cả mà bắt buộc phải chờ một cái cơ quan, một cái người có liên quan bị ảnh hưởng bởi cái luật đó mang cái vụ việc đó ra trước tòa High Court, tức là cái người đó phải có một cái gọi là standing, phải có quyền khởi kiện là như vậy. Và một việc như vậy thì không phải đơn giản, phải cũng tốn kém rất nhiều tiền bạc, nguồn lực của cái bên khởi kiện đó. Thế nhưng dù sao đây cũng là một kênh rất là hữu hiệu để tòa High Court đóng một vai trò là người bảo vệ hiến pháp, là kiểm soát quyền lực của Quốc hội. Hy vọng cái video này cũng như video trước đã cung cấp cho các bạn một số kiến thức nho nhỏ cũng như một số từ vựng có liên quan đến mảng luật hiến pháp của Úc, đặc biệt liên quan đến cái thẩm quyền giải thích hiến pháp của tòa High Court. Hy vọng các bạn thấy bổ ích. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tham gia và mong hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau của Daddy Sun and the Law. Xin chào tạm biệt. Bye bye.